Chào mọi người đang xem cái video clip này của Tiến nha. Thì hôm nay video clip này mình không có giới thiệu sản phẩm, cũng không có review tất cả các loại mặt hàng. Mình hôm nay mình tập trung mình trả lời những các bình luận của các bạn, các anh xem kênh này, mình để lại bình luận cho Tiến. Thì cũng có một cái bình luận viết cũng rất là dài đây, mình tâm đắc của các bạn. Của cái anh có cái tên là Lum Tum hả? Mới vô bình luận cho mình là 36 phút trước rồi mình đọc bình luận thì này, anh cũng có nói là tại nhiều cái clip của mình thì nó lại cái phần tiêu đề, cái nội dung nó chưa có liên quan gì nhiều. Thì có thể là hôm nay sẽ mình làm clip để mình nói rõ hơn về cái vấn đề này luôn. Mình giải thích cho nó cụ thể luôn ha. Thì thứ nhất là cái câu hỏi này mình cũng xin được làm clip mình trả lời cho anh luôn. Cái clip đầu tiên là súng bắn đạn cao su có bắn được đạn thật hay không? Thì đây em xin trả lời kỹ lại một lần nữa. Thì súng bắn đạn cao su nó không bao giờ bắn được đạn thật. Tại sao? Những cái dòng súng bắn đạn cao su, thứ nhất á, là những cái dòng súng độ chế lên từ những con bắn CO2. Và thứ hai nữa là những cái hàng nó lên đời từ những cái hàng blank. Thì nó thông cái nòng ra để nó sử dụng đạn cao su. Thì cái cỡ đạn cao su của mình là cái cỡ đạn cao su 9 ly. Còn theo như Tiến biết thì những cái dòng súng thật á, cái viên đạn của nó sẽ lớn hơn, nó tầm khoảng 10 ly mấy á. Thì mình không thể nào mà bỏ vô bắn được. Cũng có một số bạn cũng làm clip nói về cái dòng súng bắn đạn cao su này không thể nào bắn được đạn thật nha. Thứ hai nữa là súng bắn đạn cao su nó có gây chết người hay không? Thì cái này mình cũng xin trả lời luôn. Súng bắn đạn cao su thì nó không gây chết người, nó không ảnh hưởng nhiều đến nguy hiểm của tính mạng. Nhưng mà mình hạn chế mình bắn, ví dụ mình để ở gần đầu quá rồi, gần những cái bộ phận nhạy cảm quá, những cái bộ phận dễ xảy ra nguy hiểm đến tính mạng con người thì mình đừng nên bắn ở cự ly gần quá. Cái viên đạn cao su á, thì cái đầu của nó là bằng nhựa, nên nó khi bắn ra thì cái nó không có cái đầu nhọn để nó sát thương vào trong, thì nó cũng không có gây ảnh hưởng nhiều đến tính mạng đâu. Mình lưu ý cái vấn đề này. Cái thứ ba đó là súng bắn đạn cao su và bi sắt có hợp pháp hay không? Để mình giải thích luôn. Cái súng bắn đạn bi sắt á, nó thật sự nó được gọi là đồ chơi nguy hiểm, airsoft. Và súng bắn đạn cao su thì hai loại này nếu những ai có giấy phép sử dụng thì nó sẽ là hợp pháp. Còn nếu mà không có giấy phép sử dụng thì nó sẽ là không hợp pháp. Thì mình chơi những cái dòng này mình phải chấp nhận đó là không hợp pháp rồi. Ở Việt Nam mình thì đa số là mọi người sử dụng là đều không có giấy phép và nó sẽ là không có hợp pháp nha. Rồi súng bắn đạn cao su có nguy hiểm hay không? Thì rồi cái câu hỏi tiếp theo nè, súng bắn đạn cao su nó có nguy hiểm hay không? Thì cái câu này nó cũng giống như là cái câu hỏi phía trên là súng bắn đạn cao su nó có gây chết người hay không. Thì nói về độ nguy hiểm nó thì nó chỉ dừng lại ở mức là nó chỉ là tự vệ thôi. Nó mình xài súng bắn đạn cao su này là để mình hạn chế, để mình sẽ có súng thật hoặc là những cái dòng súng nguy hiểm hơn như là súng thể thao hay là G nó sẽ nguy hiểm hơn. Những cái đạn cao su này được sử dụng thí dụ như cho những cảnh sát, được sử dụng trong những cái cuộc biểu tình đó, người ta bắn bằng những cái đạn cao su này nè để tránh ảnh hưởng đến tính mạng. Hoặc là những cái công an xã thì thường họ ấp gì đó họ cũng thường sử dụng những cái loại đạn cao su này á. Rồi thì em làm cái clip này thì em sẵn em trả lời cho anh Lum Tum và để nói rõ hơn cho tất cả mọi người biết luôn. Rất cảm ơn anh đã để lại câu hỏi cho em. Nếu mà mọi người có những cái câu hỏi nào hoặc là xem kênh của Tiến mà chưa hiểu hoặc chưa hiểu hết á, thì có thể để lại bình luận ở phía dưới và Tiến sẽ trả lời cho tất cả mọi người luôn. Rồi Tiến xin cảm ơn, xin chào và xin tạm biệt.